tâm nhĩ còn đặc biệt hơn. Tâm nhĩ là trong tiếng Anh Latin thì nó dịch ra là nó là atrium, thì nó là cái vùng trên cùng để máu nó đi vô cái tâm thức, bơm máu vô tâm thức của tim. Thì trong tim của người thì có hai tâm nhĩ, là nhĩ trái nhận máu từ vòng tuần hoàn phổi, còn tâm nhĩ phải là để nhận máu từ cái những cái tĩnh mạch đổ, từ cái tĩnh mạch nuôi cơ thể đổ về. Thì tâm nhĩ nhận máu khi tâm chương co lại là để chuyển máu tới tâm thất.